Đến 75% lao động ở nông thôn. Thứ hai là chúng ta có 92% dân số sống ở nông thôn. Vậy thì những người đó hiện nay như thế nào? Một, họ rất nghèo. Họa sĩ, rồi kiến trúc sư đều đã nói chúng ta về cái nghèo và cái đẹp của nông thôn. Hiện nay thì có một vấn đề đặt ra, có những câu hỏi. Nghèo thật không? Và có phải đâu cũng nghèo không? Và tại sao nghèo? Câu hỏi thứ hai là có thể khắc phục được không? Có thể giàu lên được không? Đó là những điều chúng ta suy nghĩ. Có nghèo thật không thì quá nghèo. Tôi vừa đi mấy nơi. Một là Chiêm Hóa, tại thủ đô kháng chiến cũ. Tôi đi với con cái các vị lãnh đạo trước đây ở Chiêm Hóa. Bản thân tôi là con rể của Bộ trưởng Nguyễn Huyên. Tôi đi với lại em vợ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Con trai của bác sĩ là con nữ luôn, con các vị lãnh đạo mà ở Chiêm Hóa. Thì các vị đó nói với tôi rằng những ngôi nhà sàn ở đây không khác gì thời chống Pháp, tức là không có gì thay đổi. Thế mà tôi hỏi ông chủ nhà, thôi ngồi với tôi, ông ấy lấy bút để tính thử thu nhập của ông một ngày là bao nhiêu. Ông hỏi là năm tính nhỉ, ông cộng tất cả thu nhập của năm chia 365 ngày, cái mùa lúa lúa cũng tính lợn gà sắn khoai ngô các loại, xong chia 365 ngày với cái diện tích là 2 xào ruộng, mỗi ngày ông được 2.000, tức là mỗi xào ruộng tôi được 1.000 một ngày. Thì tôi mới hỏi rằng là thế thì thanh niên chịu ra được thì ông cũng đi hết rồi, và bởi vì đánh cái lầy quay. Thế thì tôi có một người học trò cũ, học trò đầu tiên của tôi là Bộ trưởng Lê Minh Ngọc. Một hôm ông bảo tôi là anh Dũng ấy, là thầy Dũng ấy, thầy có biết mã số nông thôn Việt Nam là gì không? Tôi bảo là có mã số không? Nhưng mà 1683. Nói thế sao thế? 1/6/1883. Toàn phụ nữ trẻ em thôi. Thanh niên đi hết rồi. Thế thì cách đây ít lâu thì tôi lại đi thăm lại cái nơi mà trong thị trường đời của tôi đi thăm. Đó là đường Bảo Trung, Quảng Bình. Đấy là những người mà bộ đội phòng phát hiện được ở trong hang và vận động bao nhiêu đi ra được, bởi vì họ không mặc quần áo, họ đau khổ bằng các cái vỏ cây và họ không trồng trọt, họ hái lượm săn bắn. Thì bây giờ thì chính phủ đã làm cho họ nhà và phải nói hàng trăm tỷ đồng bỏ ra để làm con đường đi đến nơi mà đồng bào trồng bở, nhưng mà chính phủ chỉ có thể giúp được một nửa lương thực của một năm. Chúng tôi đến đúng lúc là cái lửa nó thực hết của cái năm, gọi là giáp hạt. Và chúng tôi mang theo được trong cái gia đình 10 cân gạo, 10 lít dầu và mỗi người được 3 bộ quần áo. Thế là một cuộc vận động chớp nhoáng ở trên Internet. Và những người tư nguyện đã đi cùng với tôi. Mà tôi rất bi, bởi vì không biết lấy xe ở đâu. Kêu gọi các loại công ty quen biết, ai cũng hương và cũng không trái thiệt. Tôi mới nghĩ đến một người là trung tướng Như Vượt. Ông ơi, anh Dũng khó gì, tôi ra lệnh. Ông cũng ra lệnh để có xe đi và có cả đoàn TV đi theo. Cho nên là đưa lên cả VTV1. May quá. Thế mà phải nói là đến bây giờ họ nghèo đến mức không tưởng tượng được. Anh nói là thiếu ngọt. Thế là biển. Đây là giữa đất liền, không nước. Thế mà cái giếng họ kinh khủng, nó bẩn vô cùng bởi vì nước. Nó là nước mưa đi qua đất cát thì xuống giếng, chứ không phải nước mạch, mạch nước ngầm. Anh nói thật đúng, mình phá rừng hết cả nước ngầm. Thế thì đấy, khổ sở đến mức tôi có vào một gia đình một chị, vợ chồng thì cụt tay, cũng phải đi làm, hai đứa con bé đi đi trong nhà có một sọt ngô, không phải sọt, một mẹt ngô để làm cái mẹt mẹt mà ăn. Đấy, thực tế chúng tôi, chúng ta hiện nay nghèo vô cùng, thanh niên chúng tôi thất nghiệp. Thế thì phải nói là chúng ta đứng trước cái khó khăn vô cùng lớn, vì chúng ta định đến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp phát triển như hiện đại mà 75% lao động là nông thôn.
Thế thì chúng ta làm thế nào? Trong khi đó thì tôi có viết mấy bài ở trang blog tiếng Việt.net so sánh các nước khác, là chúng ta suy nghĩ nước Mỹ một, mà nước Mỹ có thể nói là bình quân lương thực đầu người không cao, nhưng mà nông nghiệp vẫn phát triển và thu nhập bình quân đầu người rất cao, mà họ có 200 năm lịch sử, mà tỷ trọng GDP trong nông nghiệp rất thấp. Tôi có mang tất cả số liệu, nhưng mà khi nào các bạn cần hỏi thì tôi mới nói thôi, không mất thời giờ các bạn. Vậy mà hiện nay là đứng đầu thế giới về việc là ứng dụng cái cây chuyển gen, mà chiếm một nửa diện tích cây chuyển gen trên thế giới hiện nay ở Mỹ. Vậy mà cái nước nghèo như nước mình, họ kém như nước mình, vẫn còn đang tranh luận có nên làm cây chuyển gen hay không. Vô lý đến cùng cực, trình độ mình còn không bằng người ta. Và người ta đã làm trên 50% số cây chuyển gen trên thế giới rồi. Những nước lớn, đơn dân như Trung Quốc, Ấn Độ làm rất lớn. Vậy người ta mà bắt quanh, mà cuối cùng thủ tướng quyết định cho làm thử, mà làm thử thì không bao giờ đạt yêu cầu của các lực lượng mà đòi hỏi rất là nghiêm khắc về chuyện này, về an toàn các thứ. Thì chẳng lẽ các nước khác họ không quan tâm đến an toàn hay sao? Mà cây chuyển gen là thành tiệu của công nghệ gieo hiện đại, nó thay đổi hẳn. Cho sang Philippines tôi thấy hai cái dựa, và đối chứng một bên là gen có gen BT đưa vào ngô, BT là cái vi khuẩn Bacillus nó diệt sâu, một bên là không, thì lấy hai cái hạt ngô ra một bên để sâu ăn cái kỳ ngô, thì cái hạt bao ngô toàn là bị sâu cắn, bên kia không tí nào. Từ một cái ruộng khác là ruộng một bên là cái chuyển gen chống chịu với cỏ, bây giờ chống chịu với thuốc diệt cỏ, cho nên phun được hai lần cỏ, hai lần thuốc diệt cỏ thì không mọc. Bên đối chứng là phun một lần thuốc diệt cỏ với cây ngô thường, bởi vì nếu phun hai lần thuốc diệt cỏ với cây ngô thường nó chết. Thế thì một bên phun một lần cỏ mọc ung tùm thì năng suất rất thấp, còn bên kia thì không có cỏ mọc, năng suất rất cao. Ví dụ như vậy, những cái nước họ làm như thế, thế thì chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta có điều kiện rất là thuận lợi về mọi mặt. Tôi lấy ví dụ Đài Loan. Đài Loan các bạn thực ra dân số thì độ 23 triệu, nhưng diện tích khoảng 1/10 nước ta. Mà diện tích của Đài Loan buồn cười lắm, họ chỉ ở một tí bên bờ phía tây là bên phía đông, còn lại toàn núi. Mà thế nhưng mà bình quân lên thực đầu người cũng không cao, nhưng mà nông nghiệp họ bật lên bằng công nghệ sinh học, tức là không phải bằng lúa mà bằng hạt giống. Hiện nay tôi mang về đây cái hạt lúa đủ tới đây đi Hồng Phi bán 1.000 một hạt, nhưng mà tranh nhau mua. Tại sao một hạt lúa đủ ra một cây lúa đủ ra 50 quả và chặt trên tận đất? Các bạn nào có nhu cầu liên hệ với tôi. Không phải là chúng ta muốn 50 quả rồi 5 quả chúng ta được 1 cân, nhưng mà chúng ta muốn làm khoảng 4 cân cắt bớt hoa đi thì ra khoảng 4 cân. Thì các bạn tưởng tượng một cái cánh đồng toàn lúa đủ để với hộp, còn cái ăn chúng ta vẫn ăn để làm phân bón, không ăn đến vì cái hộp nó đắt như thế. Đấy, ví dụ này. Thứ hai là công nghệ thông tin, họ không làm iPad, họ không làm radio, mà gì họ làm gì, họ làm chip bán chắc hơn, bán cho Nhật, bán cho Mỹ. Đài Loan bật lên chỉ bằng hai thứ: công nghệ sinh học và công nghệ thông tin. Đấy, họ đi như thế. Nhật Bản chúng ta biết không có gì, tại nguyên cái gì ta xem oxy, khi oxy thì biết mà. Bây giờ như thế nào, bình quân đầu người 40.000 đô, Mỹ 50.000 đô, Việt Nam 3.000 đô. 3.000 đô là nói chung, nhưng mà bây giờ các bạn thử tính chứ, các bạn được bao nhiêu đô mà chắc là không đến 3.000 đô đâu. 3.000 đô là GDP tổng cộng chia nhân số, nhưng mà còn nếu những nhân đồng vào ở chỗ tôi nói thì đủ. Tôi lên lúc cú theo cái đá, không hiểu nổi mà các anh bác sĩ lên thì chắc thích lắm. Và cái sự núi rất thẳng đứng như này mà không có chỗ nào không mua, mà thế tôi nghĩ là đi xuống thì dễ, đi lên thế nào do có thẳng đứng đấy mà kín đấy, mà không có đất, toàn đá. Tức là mỗi lớp đá để khi đất và có cây ngô, nhưng mà nếu không có cái đa dạng sinh học duy trì thì chết đói. Tại sao? Vì ngô mà bạn có xích rơi lên nắng bằng thì cái ngô ở đấy bắt vài tí thế nhưng nó mọc được, nhưng nó trong điều kiện không nước không phân nó vẫn mọc. Thế nếu như chúng ta coi thường thì nó bỏ đi, chúng ta dùng toàn bioxit mà thế nó mọc trên đó. Và cái bà con
cho đến nay không được ăn gạo lần nào, ăn toàn tôm. Mà họ bảo là Trần giáo sư nó nhanh kỳ kỳ và ngon lắm, nhà mãi chẳng đến ngon. Tại vì sao? Tại vì họ làm cái mèn mén để cái thứ năm này trẻ con vào lấy miếng thì chạy đi ăn, nó vừa ăn vừa chơi, nó thích ngon thật, nó không thành bữa. Bởi vì ăn cả ngày, mà ăn cả ngày cứ vào lấy làm vậy, cứ ngồi ăn rồi chạy thì nó ăn như thế. Thế cho nên là phải nói chúng ta không thể chấp nhận được cái tình hình mà đứng trên này mà. Vậy thì thế nào? Phải nói chúng ta đang làm cái nông thôn mới, và nông thôn mới thời gian quá ít, tôi không thể nói nhiều, tôi chỉ nói một vài ví dụ thôi. Còn đây là khán giả thứ hai, khán giả cuối cùng. Hiện nay chúng ta có người rất giỏi mà tôi muốn các bạn đi thẳng và những cái địa chỉ rất cụ thể. Ví dụ có một anh ở làng Nhật Tân, anh là Hoa Đào, anh thấy sắp tan rồi, Nhật Tân sắp tan rồi, Tự Tân cũ tan thẳng rồi nhé, vì Nhật Tân mới ngoài đây sắp tan. Lý do gì? Bởi vì họ cho nhà cấp 4 cho người ở tạm cư nhiều tiền hơn, thậm chí cho để ô tô nhiều tiền hơn. Cho nên anh ấy bán hết cái tài sản ngoài đây, anh lên Bắc Giang anh kiếm quả đồi, anh làm 4 hecta Hoa Đào. Và anh không ngờ cái đất đó tốt mấy là Nhật Tân, vì đào không cần đất tốt mà đào lại cần rất nhiều sỏi đá thì nó mới đẹp. Cho hiện nay thì anh ấy giàu có lắm, bởi vì không như anh mà anh dạy đến người chung quanh sẽ hy vọng thành cái làng Nhật Tân mới ở trên Bắc Giang. Rất mong các bạn không phải đi thăm chơi, anh sẵn sàng chiêu đãi hoàn toàn về cơm trưa không lấy tiền. Vì anh đã trở thành một tỷ phú ở trên đồi Bắc Giang rồi. Gần hơn nhé, gần rất gần hơn là ngay gần sân bay Nội Bài, đối diện với Vinh Plaza có một khu công nghiệp, thì có một anh cũng nuôi tảo. Và hôm anh gặp tôi thì anh đề nghị tôi được cung cấp cái giống tảo, vì viện tôi là viện vi sinh vật cấp nhà nước nên cũng là một điều kiện tốt. Thế thì tôi hỏi tảo gì mà tảo bác mang phát về nuôi nha Maxima, đúng là tôi mang về thật, và tôi chỉ giúp cho Nha Trang thôi. Tại sao Nha Trang nó có cái suối nước kiềm? Vì cái tảo nó mọc ven chín, không bao giờ tôi nghĩ là những cái vùng Nha nó có thể nuôi được. Rồi nếu mà nuôi Hà Nội phải dùng soda, mà soda để điều chỉnh cái ven chín đắt vô cùng. Thế nhưng mà anh bảo cháu nuôi được rồi. Nhưng mà bạn học ở đâu? Chẳng chào ở đâu, tôi đọc cái bài báo của bạn. Thế mà cháu có sáng kiến, mà sáng kiến thế nào? Còn vì nó ven chín, thì nó không nhiễm cái gì cả. Thì nuôi vi sinh vật bao giờ xong rồi đổ đi để làm môi trường mới, chắc không đổ. Cháu, vì nó không nhiễm, cháu lại lấy lại những cái kiềm đó, cháu bổ sung thức ăn vào, cháu làm lại 20 lần. Thì như vậy, soda cũng đắt nữa, chẳng thôi đi. Bởi vì không phải dùng một lần, dùng pin lại 20 lần. Và bây giờ tảo tuyệt vời. Các bạn mua sẽ có cái dạng tươi và để trong ngăn đá. Tại vì đang là cái mắt của bạn nào sáng kiến để khắc phục được không? Bởi vì không thể bán ra rộng rãi được, không có chỗ nào có ngăn đá được mà được. Thì các bạn lên đến mua về, bạn để ngăn đá, mỗi ngày bạn lấy một viên ra hòa với nước, ngon vô cùng, mà lại có đủ hết thực sự dinh dưỡng. Trong cái đó là Mỹ đưa vào đến viên khô, thì đã làm khô mất hết cả dinh dưỡng rồi. Bán rất đắt, còn đây bán rất rẻ. Bán rất rẻ mà chúng ta cũng mua một hộp về Mỹ tất liệt ngày một viên thôi, thì đủ hết các cái vi chất dinh dưỡng, còn lấy ví dụ này thấy tuyệt vời luôn. Những ví dụ này tôi kể mang chữ hết trận, rồi xin lấy ví dụ cuối cùng luôn. Thế là một anh là vua sầu riêng. Tại sao anh ấy đi lạc đường đến Đà Nẵng? Tại sao lạc đường? Vì không biết đường, thế thì đi đi ô tô thì khác gì nhưng đến tối rơi vào Đà Nẵng. Thế đành về ở lại, mua về đất đất nông rẻ quá. Thế anh đổi ý định, anh nghĩ đi tìm đất để mua, ở lại mua luôn. Anh mua 92 hecta và anh trồng sầu riêng. Và anh có thể nói là bây giờ anh thông thạo với sầu riêng một cách không tưởng tượng, cho nên anh giàu có vô cùng. Vì anh, các bạn tưởng tôi chỉ đi kiếm lại 62 hecta, 62 hecta sầu riêng. Thế tôi thì minh mông này mà, thế thì bác quản lý thế nào được? Các bạn ăn trộm hết. Thứ nhất là tôi không để nó chín, vì gần chín là đã bán cho những người đi buôn rồi. Mà gần chín, người đi buôn họ có kỹ thuật, chưa biết được. Lấy con dao có gõ, biết được là gần chín. Thế cho nên là vào ăn trộm, thì ăn trộm sầu riêng xanh thì quả nó to, nó nhiều gai. Cùng lắm này, cầm hai quả.
vào cả cái đồng minh vương tôi lấy cái khách quả. Nhưng mà tôi bắt được nó luôn mà. Tôi gọi nó vào, ăn được chán. Sầu riêng xanh miếng măng rơm, cho cháu ăn sầu riêng chín. Ăn chán, sao được lấy. Nào thích ăn vào đây ăn. Lấy nó nào, lấy nó ra, xanh miếng măng đâu. Mà mày không biết cách để dấm đâu. Có cái chất mới dấm được, một cái xe, một cái ethylene. Mà trong cái chất, nó gọi là ethylene. Nó bị chỉ được mà quay thêm luôn, mình xem như vậy là chết luôn, chỉ được đến cho nên tính cái người là dám bỏ hết cơ hội Sài Gòn để mua sống ở trung rừng làm chủ sau này cả. Nhưng cái hay và cái thông thạo mức độ không ai có thể thông thạo hơn, từ cái chăm ngón, cái đa quả, cái như thế nào đó để làm được. Như vậy chúng ta có thể làm giàu trên điều kiện tự nhiên chúng ta, bởi vì khí hậu ôn hòa, đất đai phù chủ phù quét mà chúng ta nghèo vì lý do rất vớ vẩn. Thí dụ năm nay chúng ta không xuất khẩu được lúa, mà chúng tôi đề nghị bao nhiêu lần rồi giảm diện tích lúa đi, vì một năm chúng ta nhập 3 triệu tấn ngô, 1 triệu rưỡi tấn lương để mà chăn nuôi. Thế thì tại sao chúng ta lại nhập cái sản lượng nông nghiệp đó để bán lúa đi? Chỉ vì chúng ta thích cái danh là đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo, đứng đầu thế giới về bình quân lương thực đầu người tăng cao. Họ bình quân lương thực đầu người cao hơn nhiều, nhưng họ không bán, họ để làm gì? Chăn nuôi. Thì tôi đi ra nước ngoài họ cứ bảo là thế Việt Nam nuôi lợn bằng gì? Nhưng mà nuôi bằng cá và bèo. Thế họ bèo thì giữa không có gì, sao lại nuôi bằng bèo? Thế thì đấy, chúng ta phải suy nghĩ là tính toán rất kỹ về mọi chuyện để có cái nông thôn mới. Bây giờ nông thôn mới đang khởi sửa, chúng ta sẽ không có 90 triệu thửa ruộng như thế này nữa, 70, 80, 90 gì đấy, mà chúng ta sẽ có những cánh đồng lớn đang bắt đầu thí điểm để chúng ta có thể cơ giới hóa, chuyển mất người lao động sang công nghiệp, sang dịch vụ. Và chúng ta cũng hy vọng là nông thôn mới đang chuyển mình, và chúng ta hãy góp phần vào cái nông thôn mới đó bằng tất cả sức lực trí tuệ của người trẻ. Làm thế nào chúng ta đều quê ở nông thôn, chúng ta có các nhà khoa học sẵn sàng giúp các bạn đổi mới nông thôn. Và tôi với tư cách là chủ tịch cái chương trình tự nguyện quyền tiến bộ khoa học nông dân sẵn sàng đón tiếp các bạn để giúp quê các bạn những việc rất cụ thể làm sao có thể thay đổi được. Tôi lấy một ví dụ cuối cùng, đó là chúng ta đang định xuất khẩu gấc với quy mô rất lớn. Vì sao? Quả gấc lúc này chỉ biết content, tức là năng lượng đối mắt, cho nên chúng ta làm tinh dầu gấc vinega rất là tốt. Nhưng bây giờ chúng ta phát hiện thêm là quả gấc nó chứa cái chất để mà thải độc, cho nên những nước như Mỹ, như Nhật muốn mua chúng ta với số rất lớn, nhưng không biết lấy, chúng ta lấy đâu ra nhiều gấc. Thế thì bây giờ đã có sáng kiến là họ sẽ làm gấc ở như Bắc Ninh đang làm rất hay, dọc cái kênh này hai bên rất cao, họ trồng đậu tương và đậu xanh và cái dàn gấc bên trên. Cái dàn gấc bằng cái gì các bạn biết không? Cột thì cột bằng xi măng, cột thép nặng lắm, nhưng cái dàn này thì bằng dây điện thoại. Tôi lấy lúc lắm cái điện thoại còn nhiều lắm, trăm tấn cũng có. Thế còn bây giờ tăng tấn điện thoại di động cả, không ai dùng điện thoại bàn, thừa rất nhiều dây điện thoại. Thế xảy ra không dùng cái chết nóng, cái tua rất không có được, cái dây điện thoại thì mới được. Thế thì có một doanh nghiệp đã đứng ra, bao nhiêu mua hết, giá cao, sẵn sàng ký kết với các bạn. Một là chọn cấp giống, hai cấp kỹ thuật, ba là thu mua. Tội thì chúng ta không làm, vấn đề là ra là có ai có giải không, giải lâu. Bây giờ có mấy sáng kiến, một là đường làng sẽ làm chính đàn nước, hai là ao, trên mặt ao sẽ làm đàn nước, đi thuyền mà hái nước, và ba là như tôi nói ở Bắc Ninh là đậu tương đậu xanh ở dưới, đến khi thu hoạch đậu tương xanh thì đàn nước vừa phủ kín, sau mấy năm nó cắt đi, đợi sang năm là đậu tương đậu xanh đến lúc đạt thì đàn nước phủ kín. Những ví dụ đó còn vô vàn, cho nên chúng ta không chấp nhận cái nông nghiệp như thế này. Nông nghiệp thay đổi mới, và chúng ta đang có chủ trương nông thôn mới với rất nhiều cái chủ trương, nhưng mà nhiều nơi đang làm sai. Tiền nhà nước đầu tư rất lớn về chỉ làm đường và xây trụ sở cho to, và không phải nông thôn mới trước hết phải hạnh phúc của nhân, nâng đời sống của dân được nâng cao. Và tôi hy vọng tất cả chúng ta hãy nghĩ về nông thôn, và nếu trong điều kiện chúng ta có thể giúp được cái gì cho quê của chúng ta, hãy liên hệ các nhà khoa học và cùng các nhà khoa học giúp đỡ bà con nông dân. Xin hết.